À, chúng ta cùng vào tham quan nhà ga La Khê, toàn cảnh nhà ga La Khê, đường sắt trên không. Có cả thang máy dành cho người khuyết tật nha. Người khuyết tật sẽ đi lối giữa, còn đây là người bình thường sẽ đi lối này, lối lên tàu. Đây, quầy bán vé sơ đồ chỉ dẫn. Bên kia có thành toàn tàu ôm tỏ khu sơ đồ. Đây, lên khu trưng bày toa tàu. Đây rồi, đây toa tàu. Khách sẽ tham quan toa tàu. Cửa ra. Đây tuyến tàu HL01. Bước vào trong toa tàu. Để ưu tiên cho người già. Lại và bạn vào clip sau. Này, chạm đường của tuyến đường sắt trên không nhìn trên cao. Này, tàu sẽ hoạt động có 10 toa, mỗi bên 5 toa. Nhìn khoảng 2 đến 4 phút một toa chạy trong vòng 25 phút một chuyến.